Xin chào quý vị và các bạn. Điều hòa nhiệt độ ngày càng trở thành một thiết bị không thể thiếu trong các gia đình, đặc biệt là vào những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, trên thị trường có tới gần 60 thương hiệu điều hòa, khiến cho bạn rất phân vân đâu là điều hòa có khả năng làm lạnh tốt, đâu là điều hòa có khả năng chạy êm, ít hỏng, tiết kiệm điện mà lại có một mức giá phải chăng. Video này tôi sẽ cùng các bạn đi phân tích và tìm hiểu. Điều hòa nhiệt độ có khả năng làm lạnh được là bởi vì nó tuần hoàn cái nguyên chất làm lạnh trong máy, hay còn gọi là ga điều hòa. Nó chạy qua van tiết lưu và máy nén. Mỗi khi nó chạy qua van tiết lưu và máy nén thì nó sẽ làm thay đổi áp suất, và nguyên chất làm lạnh đó nó sẽ chuyển hóa từ dạng lỏng sang dạng hơi, hoặc từ dạng hơi về dạng lỏng. Và mỗi khi chuyển đổi, nó sẽ sản sinh ra nhiệt lạnh hoặc nhiệt nóng. Một chất làm lạnh càng có tỷ số nén cao thì mỗi khi chuyển hóa nó càng đem lại một lượng nhiệt lớn. Hiện nay trên thị trường có hai môi chất làm lạnh phổ biến là Ga410 và Ga32. Và Ga32 này nó có tỷ số nén cao gấp 1,6 lần so với Ga410, nên hiệu quả làm lạnh sẽ vượt trội. Điều hòa nhiệt độ nếu được trang bị công nghệ inverter biến tần thì nó sẽ có rất nhiều các cảm biến và bộ điều khiển vi tính tự động để căn chỉnh dựa vào điều kiện ngoại cảnh, mức độ cài đặt của điều hòa để lựa chọn cái cơ chế làm việc tối ưu nhất. Vì thế nó vận hành rất mượt mà, chạy êm và tăng tuổi thọ của thiết bị. Trong suốt quá trình hoạt động điều hòa inverter thì máy nén luôn hoạt động ở mức tối ưu nhất, nó không bật tắt liên tục như điều hòa thường. Vì vậy, những bộ điều hòa được trang bị công nghệ inverter biến tần, nó sẽ không lãng phí công năng để giải phóng sức ì của động cơ, từ đó dẫn đến hiệu quả tiết kiệm điện. Còn việc một bộ điều hòa inverter tiết kiệm điện năng tới đâu? Mời bạn nhìn vào thông số kỹ thuật hiệu suất năng lượng. Hiệu suất năng lượng này nó nói rằng trong toàn mùa sử dụng, mỗi khi điều hòa tiêu thụ một đơn vị watt điện thì đem lại bao nhiêu đơn vị làm lạnh. Vì thế cái hiệu suất này càng cao thì khả năng làm lạnh sẽ càng lớn. Bộ Công Thương Việt Nam cũng dựa vào hiệu suất năng lượng này để chấm số sao từ 1 tới 5. Ví dụ hiệu suất năng lượng bằng 3.8, Bộ Công Thương sẽ chấm là 4 sao. Hiệu suất năng lượng bằng 4.2 thì Bộ Công Thương sẽ chấm là 5 sao. Tuy nhiên, bộ điều hòa Fuliki này có hiệu suất năng lượng lên tới 4.5, vượt qua cả ngưỡng tối đa 4.2 của Bộ Công Thương. Như vậy là bộ điều hòa không khí Fuliki này có khả năng làm lạnh rất tốt nhờ sử dụng môi chất làm lạnh tiên tiến R32, có độ bền và chạy rất êm nhờ công nghệ inverter. Hơn nữa, lại có khả năng tiết kiệm điện vượt qua cả ngưỡng tối đa của tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng lại có một mức giá vô cùng hợp lý. Nhà sản xuất đưa ra giá cho bộ điều hòa Fuliki này chỉ 6.590.000. Vẫn chưa hết, hiện nay tại Kỹ sư Điện Máy, chúng tôi đang triển khai chương trình giảm giá rất mạnh và mức giá chỉ còn hơn 5 triệu đồng. Thông tin chi tiết cụ thể, mời bạn liên hệ với Kỹ sư Điện Máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.